Không có nước dùng à chị, chưa có nước máy à? Chưa có nước máy gì đâu. Thế ạ? À? Mà mình là ngay ở vùng ở trên này mà là thiếu nước đấy. Thế ạ? À? May quá, xe này lại đang còn rất nhiều nước. Chúng em là đến từ Hà Tĩnh nhá, 38 nhá. Vâng, người Hà Tĩnh. À thế à, có xem rồi à? Xem ở đâu? À thế là thấy uy tín chưa? Mà thấy hôm nay là thấy uy tín chưa? Vâng, đến tận nơi là nói đúng nhá. Vâng. Đấy, lấy như thế là thoải mái dùng ấy. Lấy cái to thì mới đặt được con cái bỏ cái bé rồi đấy to. Đây là bà con là di dân xuống cái này để ở cũng là ra nhận được đồ luôn. Vâng. Dạ, đoàn của chúng cháu là đến từ Hà Tĩnh. Là bà con nhân dân Hà Tĩnh cũng quyên góp vào. Thì đây là những anh em cũng chạy những cái chuyến xe không đồng ra hỗ trợ, bỏ công sức ra, bỏ xe ra chở ra đây. Vâng. Nhà nước các và nhân dân Hà Tĩnh một lần nữa là cảm ơn bà nhé. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với xe đầu kéo Vlog, và bây giờ thì cũng là chuyến hàng cuối cùng của đoàn Hà Tĩnh rồi, và Tú sẽ là cùng anh em là đi để phát cho một xóm nữa là bà con cũng cô lập, bây giờ mới ra ngoài để nhận được đồ. Mà họ gần đây luôn là anh Tuấn Anh. Dạ gần đây. Nhưng mà bị cô lập mà bây giờ mới ra ngoài nhận đồ được luôn à? Dạ giờ họ mới ra được. Ủa thế à? Thế này là đáng ra là anh em theo kế hoạch là tính là đi điểm khác để cho lốt rồi đấy. Nhưng mà nhận được tin cấp báo cái là di chuyển. Là ngay trong tối luôn, 8 giờ tối di chuyển ra để gửi cho bà con ở ngoài này luôn. Ngoài may quá nhờ anh em mình ở đây là có cái địa điểm mà của công ty đá granite, đá gì ấy, đá thiên nhiên luôn á, đá thiên nhiên người ta xẻ ra ấy, là cho mượn cái mặt bằng để anh em mà xuống hàng. Ở đây là sang những cái xe nhỏ này mới chuyển ra được. Đây là bên này có còn lại trên mình đây còn những gì đây nhỉ Tuấn Anh nhỉ? Còn mì bánh ngọt à? Mì bánh ngọt với lại lương khô, nước với sữa với xúc xích phía sau. À vẫn còn sữa luôn à? Còn sữa, còn 4-5 thùng chứ. Thế thì đẹp rồi. Đây, ngoài ra thì đây là có một xe tải đây cũng chở có cả quần áo. Rồi nước, đóng chai, cano luôn. Rất là may là không phải dùng đến. Yeah. Mình phải thấy là thế là may. Vì là dùng đến cano thì bà con đang ngâm nước thì khổ. Thế nên là đi phát lúc cạn này thì tuy rằng mọi người xem là không thấy là những cái hình ảnh là đi phát trên nước lọ kia, nhưng mà chứng tỏ bà con được khô được cạn rồi thì là cũng là may mắn rồi. Đấy, nguyên cano đằng sau này. Bây giờ anh em mình sẽ lên đường. Đây cũng là cái video mà quay phát hàng rồi đồ dùng mà cứu trợ cho bà con, gọi như là video cuối cùng cùng đoàn Hà Tĩnh. Và sau đó thì Tú sẽ hỗ trợ anh em mỗi xe một ít tiền để đổ dầu, vì là nhận được số tiền hỗ trợ phải nói là rất tuyệt vời của một cô khán giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Như ở tập trước thì Tú nói thì cô có gửi cho cá nhân Tú, cô Thanh Hà, một số tiền để Tú làm kinh phí đi lại. Thì Tú sẽ gửi lại mỗi xe 1 triệu, còn xe to thì 2 triệu chia lại cho anh em. Dạ, xin thay mặt anh em xe không đồng và xe hai bàn xe tải chở hàng cứu trợ, cảm ơn cô Hà nhiều ạ. Dạ, ủng hộ cho bọn con tiêm dâu để lấy chi phí đi lại ạ. Đây là anh em là cũng là chạy xe không đồng hết, tự đổ dầu hết nhé quý vị nhé. Bỏ công sức ra đi. Rồi cũng như Tuấn Anh là người cũng phải là kêu gọi rất là nhiều được sự đóng góp của bà con nhân dân ở Hương Khê rồi các nơi khác ở Hà Tĩnh. Đây là bà con đến đây là thấy có nước là bà con đến đông ghê. Không có nước dùng à chị, chưa có nước máy à? Chưa có nước máy gì đâu. Thế ạ?
Mà mình là ngay ở vùng ở trên này mà là thiếu nước đấy. Thế ạ. May quá, xe này lại đang còn rất nhiều nước. Đây, bà con thấy có nước đến là mừng quá. Tú này đang đến đây là cái điểm mình sẽ là tập kết lại cho bà con là đến lấy nước về dùng. Thì là tối muộn rồi nên là đi vào cái điểm phát nó khó khăn. Bà con hôm nay cũng ra để lấy nước được thì cũng chạy ra tận nơi lấy chiếc nước trước đã. Đấy, lấy như thế là thoải mái dùng đấy. Lấy cái to thì bây giờ phải con bỏ cái bé rồi, lấy cái to. Không. Là hiện tại giờ là mất nước mấy ngày rồi chú? Chưa biết được, mất không phải máy lọc, máy lọc hỏng. Máy lọc hỏng á? Máy lọc hỏng rồi, bây giờ nước bùn này thì giếng lên. À, là không có nước giếng. Nước giếng là nước bùn nó vào hết rồi. Vâng. Có lấy được không? Nào, cái gì không lấy bê được không? Đây. Xóm mình là gần ngay thị trấn đây à chú? Đây nhà. Vâng. Hôm nọ ngập cao không à chú? Ngập vào nhà đến tầng 2. Gần đến tầng 2 luôn à? Chỗ này là đến mái đây luôn à? Tầm tầm đấy. Vâng. Ghê nhỉ? Ngay ở trên đường đi thế này mà bỏ sót rồi không có nhận được nước. May thế nào mà có anh em ở người địa phương đây cũng tận tình hướng dẫn. Đồ ăn không chị? trên xe chỉ có mì tôm với lại bánh ngọt thôi, có lấy không? Thế ra đầu xe lấy luôn. Ăn sáng đây, xe đây, xe sau này, xe cấp cứu này này. Có đồ ăn mà. Nước ở xung quanh đây mà mình bị bùn hết rồi. Đấy ạ. Không có. À, thế còn điện đây mình dâng dùng là sao? À, đây là điện máy phát à? Dạ, rồi cái máy đây, mọi người đến đây lấy luôn đi. Lấy bánh đi. Dạ, lấy ấy rồi chứ còn bây giờ là... Bây giờ là có sao thì phát vậy trực tiếp luôn. Đúng rồi, bây giờ là mọi người đến xe cấp bách rồi. Mà mình cũng hơi bất ngờ đi chạy đoàn chạy lườm lập qua lại cả ngày mà lại đang ở đây lại thiếu nước. Cuối cùng là người trung tâm nhất này là vụ khó nhất. Đau chân quá mà. Đấy, bà con ngay gần đây, gần sát đường là lườm lượp luôn rồi đến lấy nước. May nhà xe đấy là nhiều nước cực kỳ luôn. Gần một xe nước ở đấy, thoải mái luôn, chị lấy bao nhiêu lấy. Đây đây, xe đằng trong này này. Ở trong nhà đây. Nguyên một xe nước luôn. Đang tính chở đi về bên Hạ Hòa. Mà bên này cần thì thôi, cứ chợ nơi nào cần thì mình phải xử lý trước. Anh chúng em là đến từ Hà Tĩnh nhá. 38 nhá. Vâng, người Hà Tĩnh. À thế à, có xem rồi à? Có xem rồi. Xem ở đâu? À thế là thấy uy tín chưa? Mà thấy hôm nay là thấy uy tín chưa? Vâng, đến tận nơi mà nói đúng nhá. Vâng. Dạ dạ dạ. Tức là người ta nghĩ mình ở gần ngoài này là sẵn rồi. Vâng. Tức là thường là cái tâm lý thế đấy. Nhiều người đi họ cứ muốn là đi vào thật sâu, thật xa, thật biệt lập ấy. Nhưng mà bỏ qua những nơi ở sát đường ấy. Vâng. Mà mình là cần mỗi lần nước rồi đúng không? Em chở từ trong ra là hôm đấy bốc trời mưa. Cho nên là cái thùng nó bị ướt nên là nó bục đít đấy. Cho nên anh chịu khó tí nhá. Rồi anh cứ vâng. bật lên luôn đi. Bật lên luôn. Bật lên luôn. Ai đến lấy là cứ lấy luôn. Hơn 700 cây ấy, đi vòng vòng hơn 700 cây ấy, gần nghìn cây ấy. Tính 700 cho tròn thôi. Ra đến Hà Nội là... Tính là alo bọn em đón. Nữa. Nữa. Rồi. Thật nhé. Bảo hẹn đám tới thì bảo cơ quan và Hà Tĩnh đi du lịch để... Nó phải mạch mạch một tí đấy. Vào biển Thiên Cầm nhá chị nhá. Biển Thiên Cầm. Thiên Cầm mà các anh. Vâng.
Rồi ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mà đi vào cô gái Đồng Lộc. Nhiều lắm, nhiều địa điểm lắm. Thoải mái đi, lấy thoải mái đi, người 3-4 thùng luôn. Cứ phải uống nước dè à thế ạ. Thoải mái nhá. Trời ơi. Thoải mái nhá. Không ngờ luôn đấy. Và đúng người cần ấy là có khác hẳn luôn. Quý như vàng. Có tốt nhất là có đúng người cần. Đấy. Của đem cho. Rồi rồi, lấy đây luôn, lấy luôn đây. Lấy luôn đi. Lên đây luôn, chạy xe lên đây luôn. Dọn nhà với cả là dọn hàng ấy. Vâng. Nhà chị ngập cao không? Chị đến hết một cái tầng 1. Hết tầng 1 luôn à? Vâng. Ê nhờ. Hỏng hết hàng luôn. Hỏng hết hàng hóa luôn à? Hai nhà, lấy hai nhà đúng không? Hai nhà lấy nhiều vào. Có sức các chị chở hay không lấy thoải mái. Do đoàn em là nhiều nước. Thêm một thùng nữa lên. Rồi, lấy đi, chị lấy. Phát hết rồi mà lòi ra lại là còn này nhiều nước. Chị cái chấn được. Trong cái thùng này lấy chị ngồi cẩn chấn lắm. Nó cứng chấn. Rồi, bán à. Này em lọc. Đấy. Các chị thoải mái nhá, bọn em là không có giới hạn nhá. Nhưng mà quan trọng là ở đây mình còn đông không? Chỉ có thùng này lên trên. À, khoảng bao nhiêu hộ ạ? À? Mình là bao nhiêu hộ nhỉ? Hãy ở nhà hàng thuận ơi. Dọc đây khoảng bao nhiêu hộ? Thùng này mất nặng nề thôi. Là khoảng mỗi thùng này là mất thùng này mất tầm khoảng đi xe không nhỉ? Mấy chục hộ à? Mấy chục hộ thì thoải mái, thì là đây khoảng mấy trăm thùng nước mà. Vâng. Người 2-3 thùng là được. Nhà mày có hai vợ chồng không? Có, ở đây mà. Mai còn phải thuê anh em đến hộ để thế là nhà chị ở bên này thì hàng hóa là hỏng cái gì? Nhà chị đây trên này, nhà chị là đồ điện tử, đồ kim khí. Mà nước nó về nhanh thế ạ? Nghĩa là lúc 4 giờ sáng thì vẫn còn ở đây. Vâng. Nước còn đây, nhà chị ở trên đỉnh đỉnh trên này. Vâng. Thế xong rồi. Anh em chạy về em lấy xe, mày về lấy xe. Xong rồi bao nhiêu lâu mà lên đến tầng 1? Tiếng sau là lên đến phù đến nhà chị là cứ lên dần hàng cứ kê lên. Thế bao nhiêu lâu là lên đến hết tầng 1 ạ? À, đến tầm mấy giờ nhỉ? Tầm 10 đêm nhỉ? 10 giờ đêm. 10 giờ đêm này lên đến hết tầng 1 nhà chị. Thế à? 4-5 mét là chưa đầy một ngày là lên 5 mét nước. Lên đến 5 mét nước. Vâng. Bây giờ chị đang mặc linh thôi nhưng không không sao đâu. Đẹp mà. Không sao đâu. Mình cứ thực tế mà. Khổ nhỉ. Nhiều khi có nhiều người cứ tâm lý là thế đấy. Không nghĩ đến những người ở ven đường ấy. Anh em đến hộ một tuần thì mình không có nước, bây giờ nó không có nước đấy. Không có nước sạch. Chị nhá. Mì tôm ăn. Cái chị nào mà cần mì tôm mình cứ lấy. Tuấn Anh cho chị thùng mì tôm nhỉ. Dạ, chị cứ lấy đi, chị cứ rút lấy thôi. Thích lấy thùng nào lấy thùng đấy. Vâng, cửa hàng tự chọn nhé. Siêu thị tự chọn. Siêu thị tự chọn. Vâng. Xin một thùng hảo, một thùng với mà chi. À, một thùng mì tôm mà chị. Đấy. Vâng. Do em cầm cái máy quay nên là đưa một tay nhé, thông cảm nhé. Vâng. Đây còn gì nữa ta? Xúc xích. Đây, đợi em tí là cái xe ấy rồi có xúc xích. Với cả cái gì vậy? Có xúc xích. Xúc xích. Chứ ăn mì tôm không làm gì. Đây, các chị bóc hộ em nhé, vì tay em cầm máy quay này. Có bao nhiêu người thì mình chia miếng bớt. Vâng, có xúc xích. Cái này là tỉnh các khu đấy. Chắc là cũng có vài thùng nhưng mà chia nhau. Đúng rồi, vẫn còn đấy. Mỗi người một thùng thì lấy được ra. Đúng rồi. Thì mấy gói. Mì tôm được không? À, chị mấy người hay là một người? Nhiều người, nhà em nó rất đông người. Thế à? Bây giờ xúc xích này mì tôm. Xúc xích đây vào xem xúc xích. Chả nước. Cái tôm cô kia mà. Cho xin dùng mì tôm. Không dám trực tiếp đấy. Hảo hảo chứ cũng biết là cái nào để mà lừa. Đây. Ăn theo sở thích. Ăn được xích mà. Thích ăn hả? Khuyến mãi thêm cả xúc xích nhá. Đó có xúc xích không ạ? Đấy, có thùng xúc xích đấy. Đó có nước
Để em chờ tí, em lương khô nằm ở xe trong kia rồi. Đây, xe trong ấy. Lương khô đây mà. À có à? Vâng, anh Toàn mở lương khô hộ các chị. Cái khu này là nặng nề nhất, cái này thôi. Vâng. Cái khu này là lóc nhà rồi. Chấm ơi, Chấm hôm qua bảo cái làng lên trên thùng nước này, nó cũng đây đây đấy, nó về đây. Lương khô ạ. Lương khô xúc xích mì tôm. Dạ đang chở hôm nay là cấp mấy trăm hộ ở xung quanh đây rồi. Dưới kia rồi lên trên này. Bây giờ hết rồi. Nay đi mấy trăm hộ rồi. Vâng. Mấy trăm phần rồi. Anh đi đường nào về rồi? Em đi trên xã gì mà bị sạt lở mà có 8-9 ngôi nhà mất này, với lại là dưới Mậu gì nhỉ? Quên tên rồi, có Mậu gì ở dưới này này. Đô Mậu à? Đấy. Rồi đi thuyền lên rồi mấy điểm ấy, lật vặt không nhớ. Thùng nước bà ơi, sang xe trước bà ơi. Xe trước. Cả nước, cả mì tôm bà muốn lấy nước cũng có bà nhá. Ở xe trước là có nước. Vâng, thế bà ra xe trước lấy nước nữa. Lấy xe phía trước ạ. Nước còn nhiều bà lấy 2 thùng được, có con cháu thì bà nhờ con cháu ra lấy 2 thùng luôn. Vâng. Chân bà đau bà nhờ người chở cho. Đây là xe phía trước ấy, hoặc là trong nhà có. Vâng, đấy, thùng to đấy. Bà xem có ai không? Đây, ra đây lấy nước. Đây này, ai có to khỏe lấy thùng Aqua to này anh này. Mê cả thùng to luôn. Ôi, cẩn thận đổ đấy. Vâng, bà cần nước. Đấy, bê luôn anh. Trong kia chị ạ. Trong kia. Đây là có TH này được này. TH này ai muốn lấy TH lấy. Cái này là cái gì? Cũng là nước, nước. Toàn nước à? Vâng. Có nước, nước. TH này thùng to này. Đây chờ nước thùng to đi ra mình có cái thùng to này. Lộn mẹ thùng to đó. Đây, thùng đấy thôi. Trong nhà kia nếu ai muốn lấy nước thêm mà trong nhà còn nhiều nước lắm. Ông chỉ cần lấy nước thôi. Cháu có cái bình lọc nước mà vừa gọi bọn thằng Huy đi sửa thì hỏng hết bình lọc nước rồi ạ. Nước hỏng hết rồi đâu có nơi nước ở đâu hết rồi ạ. Bà ấy trong nhà còn. Vâng bà. Để cháu lấy cho nhá. Nhưng mà có người chở cho không? Có con lên ra đây. Thùng nước. Không thùng nước to to cho bà ấy. To to mẹ chỉ cần nước thôi con ạ. Thùng to anh ạ. Nước này có lớn đấy. Đây nước thì gì? Nước suối đấy. Vâng. À, thế à? Vâng. Thế thì ai ơi chở cho ba mới nhỉ? Có ai bà nhờ ai chở? Bà thân nhớ ai chở. Con ơi, con bê ra cái đá cái để... Thầy hộ cho bà đau chân ấy. Để bên đấy cho bà. Đây. À, vẫn là có nhà đang cần bỉm đây, là vẫn có cả bịch bỉm luôn. Bịch bỉm này. Có bé cho con. Vâng, thế là hay rồi. Cứ có đúng người cần là tuyệt vời rồi. Ở trong kia bà mà trong kia lấy nhiều lắm. Đang hạ ở trong bà. Bà con mà đi nhận nước mà như đi chảy hội luôn. Ai cũng gọi là thiết thực cái khoản nước, vì là những cái thiết bị lọc nước là hiện tại giờ là hỏng hết. Đoàn chúng cháu là đến từ Hà Tĩnh nha các bác nha. Hà Tĩnh mình thương nha. Vâng. Hà Tĩnh đây. Vâng. Đây là bà con Hà Tĩnh nha. Vâng. Không, bà con Hà Tĩnh nói chung nha. Vâng. Bọn em là bỏ công sức ra đi thôi. Nước trong nhà chị ơi, trong nhà. Trong nhà nhiều lắm.
vào lấy hai thùng luôn ạ. Trong nhà nhiều nha. Không phải chị B từ trong nhà ra đây. Chị B xong em một người nữa đấy. Bây giờ nước hết rồi bà, rút rồi, tạnh rồi. Vâng, đúng rồi, không có nước là nguy hiểm. Vâng, không có nước nấu cơm cũng nấu nổi. Vâng. Thế mấy hôm là bà ăn gì? À, có người nấu cơm phát cơm cho à? Vâng. Bà con mà đi nhận nước như chảy hội, tấp lập. Cái này là điều khá là bất ngờ. Mình cũng biết là nước này rất là thiết yếu, nhưng mà có nơi thì tùy từng địa hình ấy. Có nơi mà ở vùng cao đây thì như hôm nay anh em đi thì bị sạt lở, thì họ bị chia cắt, họ không có lương thực thì họ cần lương thực hơn. Mà những cái địa điểm này thì họ có lương thực, có gạo thì họ lại không có nước. Đấy, nhưng mà chung quy lại bà con dù khó khăn hay thế nào thì có nước cũng quý, mì tôm bà con cũng quý hết. Nhưng mà có nhiều vùng thì mình thấy là nhận thừa quá. Nên là chúng ta mà đi phát hàng cứu trợ như này thì cũng phải là chọn lựa cái người bản địa. Đoàn của Tú cùng anh em ở Hà Tĩnh đi rất là may mắn là hôm nay là có anh cũng tên là Tú, là người ở Yên Bái đây là dẫn đoàn mà đưa đến toàn những cái nơi mà thiết yếu cần thiết thôi. Bây giờ là xuống hàng tiếp ở trong này. Đấy, xe này xuống đây vẫn còn bát ngát nước nhỉ? Ý nghĩa chưa? À, quá tuyệt vời. Ngoài kia nhá, vừa lấy thêm ở trên xe kia ra mà cũng được bao nhiêu nữa rồi, chưa kể trong này nữa. Nhiều nhá. Nhiều, xe này nhiều lắm. Bởi mình tính ra là 3 xe đây đấy. 3 xe đây là 4 tấn. Mà mình vừa lấy là cái xe, nguyên cái xe này là tay mình bốc mà sang từ xe to sang đây là cứng tay luôn đấy. Ok, thì Tú cũng quay chia sẻ đến cả nhà những cái hình ảnh mà chuyến phát đồ mà cuối cùng của đoàn. Đoàn sẽ là di chuyển về Hà Tĩnh, còn Tú thì sẽ ở lại Yên Bái đây thêm một ngày mai nữa để đi thăm hai cái làng người ta bị sạt lở, là có thiệt hại về người và tài sản, nên là mất trắng nhà cửa nữa. Thì Tú sẽ đến dùng số tiền của những mạnh thường quân để phát và trao cho những bà con mà ảnh hưởng. Và tí nữa thì Tú sẽ còn trao thêm cho anh em đoàn xe không đồng mỗi người thêm 1 triệu tiền đổ dầu nữa. Đông 12 hộ đâu ạ? Đợi một tí để chuyển cho ạ. Vâng. Có 12 hộ là di dân rồi. Là trên mình ở sát đồi là sợ sạt lở đấy. Nó đã sạt lở rồi. Ồ thế ạ. Thế bây giờ nhà có nhà nào ảnh hưởng như cô nhỉ? Không, cái đồ nhà này không có nhà. Đây đang có nhà đây. Cô là bị sạt hẳn mất nhà rồi. Sạt hẳn, nhưng mà nhà vẫn còn đắm, nhưng mà sạt bằng cao vào này này. À đấy ạ. Sao vừa lại biết thì lấy về tất. Vâng. Từ đây vào nhà cô có xa không? Hơn 3 cây à? Là nếu mà bây giờ mình đi xe máy có đi được vào đến đấy không? Có vào được, mắc hơi khó đi một tí mà đất lở. Đất lở là xuống hết đây rồi. Có nhà nào mất nhà không? Nhà vẫn... Như nhà chị bây giờ không biết làm sao mà dỡ được. À, nhà sàn đấy à? Là mình đang tìm cách để dỡ. Vâng. Vâng, cũng muốn là tìm cách để dỡ đi nhưng mà không biết là có dỡ được không. Vâng. Nhà thì kiên cố hết rồi. Nhà chị ngay chỗ cổng trường đây. Vâng. Đây là bà con là di dân xuống cái này để ở, cũng là ra nhận được đồ luôn. Vâng. Chạy
thấy người. Dạ, đoàn của chúng cháu là đến từ Hà Tĩnh, là bà con nhân dân Hà Tĩnh cũng quyên góp vào. Thì đây là những anh em cũng chạy những cái chuyến xe không đồng ra hỗ trợ, bỏ công sức ra, bỏ xe ra chở ra đây. Và nhà nước các chú. Và nhân dân Hà Tĩnh. Là cảm ơn bà nhé. Trước tiên là ba anh em xin cảm ơn cô Thanh Hà thông qua anh Tú xe đầu kéo Vlog đã ủng hộ giúp cho ba anh em đổ dầu để lên đường trở về. Đó là anh Lý chạy xe bốn xe tải lớn là 2 triệu, Bần Dũng là 1 triệu rưỡi và mình 1 triệu. Ngày đợt trước cũng có ủng hộ cho mình 1 triệu nữa. Và con xin cảm ơn cô Thanh Hà nhiều. Thứ hai nữa là xin chúc cho anh Tú và cô Thanh Hà luôn luôn sức khỏe và giúp được nhiều, giúp đỡ được cho nhiều người hơn. Xin cảm ơn. Em Tú xin cảm ơn tới tấm lòng hảo tâm của ông Phạm Ngọc Lễ đang sinh sống tại Sydney, Úc, đã gửi 12.300.000 đồng. Và em Tú kênh YouTube là Tú Lang Thang gửi 3 triệu đồng. Em Công Đắk Lắk 500.000 đồng. Chị Lan Anh Nghệ An 1 triệu đồng. Chị Winter Rose gửi 5 triệu đồng. Vợ chồng anh chị Lợi Tươi đang làm việc bên Nhật gửi 1 triệu đồng. Cô Thoa Tây Nguyên TV gửi 1 triệu đồng. Cô Thùy Linh gửi 5 triệu đồng. Cô Thanh Hà ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 50 triệu đồng. Chị Thảo Nam Định 500.000 đồng. Chú Phạm Văn Thắng 1 triệu đồng. Và bên trên là bảng kê em Tú đã nhận được số tiền bao nhiêu và chi vào những việc gì. Và ngoài ra thì tính tới đêm hôm qua thì em Tú còn nhận thêm 5 triệu đồng nữa của một anh từ Hà Tĩnh. Thì sẽ chuyển vào danh sách ủng hộ đợt 2. Xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các anh chị, cô bác đã gửi tới bà con vùng cao. Ngoài ra thì Tú xin cảm ơn tới cô Thoa đã gửi hỗ trợ cho Tú là 15 triệu đồng để lấy kinh phí đi lại. Thì Tú đã chia sẻ lại cho anh em bên chuyến xe không đồng một số tiền để anh em đổ dầu. Thì các bác là cũng đã xem ở những video trước là đã thấy là Tú cũng hỗ trợ đổ dầu và sửa xe cho anh em. Và trước khi anh em về thì cũng gửi thêm tiền dầu cho anh em rồi. Cảm ơn đến cô Thoa rất là nhiều. Còn lại thì tôi cũng xin giữ lại một phần kinh phí để trong những ngày tới là di chuyển sang những tỉnh khó khăn về sạt lở. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.